quay xong rồi xe cho tôi nhé. Mày muốn có luôn. Cảm ơn. Dạ. Biểu diễn của ảo thuật gia kỹ thuật gia thế giới Nguyễn Phương với tiết mục rất tuyệt vời đúng không ạ?
Và xin được kính mời anh Thắng Lại sẽ có một vài giây để cùng nhận bó hoa tươi thắm từ ban tổ chức. Thay cho lời cảm ơn vì anh đã tài trợ tiết mục đặc sắc này, xin được trân trọng kính mời anh. Xin kính mời chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, chủ tịch chapter, đại diện ban tổ chức tiến lên sân khấu tặng hoa cảm ơn. Xin trân trọng kính mời chị. Một lần nữa xin cảm ơn anh Nguyễn Phương và xin mời chủ tịch nán lại sân khấu ạ. Kính thưa quý vị, B9 Ownership Chapter từ ngày ra mắt đến nay chỉ vừa trải qua hơn 2 tháng hoạt động. Tuy nhiên đã đạt được những thành quả nhất định. Sau đây xin mời chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, chủ tịch B9 Ownership Chapter sẽ có đôi lời chia sẻ về chặng đường vừa qua của B9 Ownership Chapter. Xin trân trọng kính mời chị. Xin kính chào toàn thể quý vị khách quý cùng toàn thể thành viên B9 Ownership thân thương. Lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt tập thể Ownership cảm ơn Chủ tịch B9 Việt Nam anh Hồ Quang Minh đã đến tham dự buổi lễ ra mắt, buổi lễ tất niên ngày hôm nay, và rất biết ơn anh đã mang B9 về cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam, tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích. Cảm ơn chị Huyền Trang.